Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta bắt đầu lời Chúa buổi sáng nay thì cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa. Và trong tháng 11 này chúng ta sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là chương trình Bồi Linh. Và chủ đề đó là hãy trở nên những cái người lưới cá cho Chúa. Và ước mong là trong ngày 13-14, tất cả hội thánh của Chúa sắp xếp thời gian để chúng ta cùng dự đủ hai ngày 13-14. Và tối 15 tháng 11 thì chúng ta sẽ có một đêm worship, đêm thờ phượng cầu nguyện với Chúa. Chúng ta sẽ có một phút để giúp đỡ cho mọi người. Và trước khi bắt đầu thì tôi muốn có một cái lời hỏi thăm hỏi quý vị, đó là ở đây ai chúng ta biết rằng thập tự giá có một cái giá trị rất là đặc biệt trên cuộc đời của chúng ta hay không? Rồi, rất biệt. Bây giờ xin mời công giúp đỡ dùm cái micro, để chuyển cho mọi người. Tôi có hỏi là một cái câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta trong thời gian này, đó là theo quý vị thì việc mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó, nó có một cái giá trị gì cho chúng ta trước khi bắt đầu lạc bài sáng hôm nay? Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đó là việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá có một cái giá trị gì đặc biệt cho chúng ta? Ai chúng ta có thể trả lời câu hỏi này à? Tôi muốn tất cả mọi người, ai muốn ra trả lời thì có thể ngay giờ này có thể trả lời. Xin mời Tiên. Xin Miro chuyển xuống cho Tiên. Kính chào quý hội thánh. Theo như em thì cơ bản thì khi mình, con người của mình thì vốn dĩ là mình đã phạm tội và mình đã không sống đúng với cái luật pháp của Chúa, thì lẽ ra là mình phải bị chịu cái hình phạt cho cái việc mà sai trái của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chấp nhận chết thay cho mình trên thập tự giá, để từ đó thì Chúa xem như Chúa xóa đi cái tội của mình. Chúa sẽ không xem mình là một tội nhân nữa và Chúa sẽ đối xử với mình như là con của Ngài. Thì từ đó chúng ta mới nhận được cái ân phước của Chúa, được làm con của Chúa và giống như là chúng ta sẽ được sinh lại trong nhà của Chúa. Cảm ơn Tiên. Ai có hiểu được cái ý nghĩa của thập giá, xin mời Triều. Triều, con Triều sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Dạ, kính chào hội thánh. Thì em xin bổ sung thêm cái ý của Tiên. Đó là trên thập tự giá thì mình thấy có một cái đường thẳng và một cái đường ngang. Thì với cái đường thẳng đó, qua sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta được tha tội và chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tương giao với lại Đức Chúa Trời. Và cái đường ngang đó là chúng ta phải sống và yêu thương lẫn nhau. Dạ. Cảm ơn Tiên. Rồi còn ai có hiểu rõ về cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá có giá gì cho chúng ta không ạ? Khi mà tôi hỏi điều này để cho chúng ta biết một cái điều rất là đặc biệt, lẽ thật của Chúa. Vì khi chúng ta biết lẽ thật á, thì lẽ thật sẽ giải phóng cho chúng ta. Những cái điều mà Tiên và Triều cũng như tất cả anh em hiểu nó không sai, rất là đúng. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn có một cái thông điệp mới. Đó là ngày hôm nay khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ăn uống. Và tôi nhớ rằng ở đây hình như ai mà đi siêu thị hoặc là mua đồ trên mạng đều thích gọi là khuyến mãi hoặc là bonus đó. Có nghĩa là mình mua một cái sản phẩm rồi có thêm cái khuyến mãi, thêm một cái gì đó hay giảm giá gì đó để thu hút chúng ta. Ở đây tôi nghĩ rằng chắc ai cũng thích mình được khuyến mãi đúng không ạ? Ví dụ mình mua một món quà, một món hàng đó rồi mình được tặng thêm cái gì đó. Ở đây có ai đều thích đúng không ạ? Ai thích thì giơ tay lên à? Wow, cô Tấn giơ tay rất là nhanh. Cô Tấn giơ tay rất là nhanh và mọi người giơ tay rất là nhanh. Thật sự là chúng ta đi mua đồ, chúng ta được khuyến mãi, chúng ta được gọi là tặng thêm cái gì đó, hoặc là thậm chí là mua một được tặng một luôn, thậm chí là mua bánh trung thu mà một tặng bốn luôn, nghe rất là hấp dẫn. Và chúng ta sẵn sàng mua cái đó, và chúng ta sẵn sàng để có thể là cái đồ mình thích đó mình mua rồi được thêm khuyến mãi. Ngày hôm nay thì khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa cứu cuộc đời của chúng ta, cái ơn phước lớn nhất đó là Chúa Ngài cho chúng ta biết là mình tin Chúa, mình nhận được sự cứu rỗi. Đó là ơn phước lớn nhất. Nhưng ngoài ra có rất là nhiều lẽ thật để chúng ta nhận lấy phước hạnh của Chúa từ khi chúng ta tin Chúa. Giống như bài hát mà hồi nãy chúng ta vừa hát đó, đó là
thập tự giá có một quyền năng. Và khi mình tin Chúa, mình tin nơi quyền năng của Chúa Giêsu đã đổ huyết ra trên thập tự giá, nó có thể giúp đỡ cho chúng ta từ nô lệ trở nên một con cái Đức Chúa Trời. Và bên cạnh đó, Chúa hứa rất là nhiều sự đảm bảo cho chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa. Amen không ạ? Chủ đề buổi sáng nay chúng ta sẽ có học chung với nhau ở trong chủ đề năng quyền thập tự, được ghi trong sách Colosse đoạn 2 từ câu 14 đến câu số 15. Xin ba tôi giúp đỡ cho chúng ta cái slide này và trân trọng kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cùng đọc lời Chúa trong sáng nay. Chủ đề buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng học chung đó là chủ đề quyền năng của thập tự. Colosse đoạn 2 từ câu 14 tới câu 15. Hai câu rất là ngắn gọn nhưng đầy quyền năng để chúng ta tin cậy nơi Chúa. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài lại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Chúng ta đọc lại một lần nữa hai câu kinh thánh này. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài lại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Trên trong cái mọi thánh an toàn. Wow! Hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái lẽ thật rất là đặc biệt. Và cái lẽ thật này là lẽ thật mà có thể giải phóng cuộc đời của chúng ta. Hồi đó tới giờ thì chúng ta nghe rất là nhiều điều, đó là Chúa Giêsu chết thay trên thập tự giá để cứu rỗi cuộc đời của chúng ta. Nhưng buổi sáng nay có một thông điệp đặt ra cho chúng ta, đó là Chúa Ngài sẽ xé bỏ tất cả những kế ước, những nợ nần mà chúng ta bị cầm dục buộc bấy lâu nay. Khi tôi gửi quý vị mỗi người một tờ giấy trong sáng nay, và tôi muốn rằng chúng ta sau khi hiểu rõ về phân đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ ghi vào cái tờ giấy về những gì mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, Chúa cho chúng ta biết một lẽ thật cực kỳ quan trọng. Khi tôi đọc và tôi suy gẫm phân đoạn kinh thánh này, tôi thấy rằng việc mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá và Ngài đã đổ huyết ra cho mỗi cuộc đời của chúng ta, và Ngài cứu cuộc đời chúng ta không thôi. Nhưng có một điều mà lời Chúa cho chúng ta biết trong sáng nay, đó là gì? Đó là gì? Ngài đã làm một việc hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Khi tôi đọc lời của Chúa và tôi khuyến khích con dân của Chúa, nếu ai có kinh thánh trong tay, bản giấy hoặc là bản kinh thánh trong điện thoại, thì chúng ta trước khi đọc một cái phân đoạn kinh thánh nào hoặc là sách nào đó trong kinh thánh, thì đều có một phần tiểu dẫn, tức là một số cái tiểu dẫn để cho chúng ta biết là cái bối cảnh phân đoạn kinh thánh đó viết vào thời điểm nào và nó viết ra sao với những cái đối tượng nào ở trong phân đoạn kinh thánh đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về văn mạch và thời điểm, bối cảnh của phân đoạn kinh thánh đó được viết. Khi mà chúng ta đọc sách Colosse đó, thì cho chúng ta biết ở trong phần giới thiệu, đó là Colosse thuộc về La Mã, và vào thời điểm đó nó xảy ra một tình trạng, đó là các giáo sư giả đã len lỏi vào trong hội thánh và truyền dạy rằng để có được sự cứu rỗi trọn vẹn, để có được sự cứu rỗi trọn vẹn thì các tín hữu phải thờ phượng Chúa không thôi, nhưng mà phải thờ phượng một số bậc cầm quyền thiêng liêng và tuân thủ một số lễ nghi đặc biệt như cắt mì, kiêng cử một số thức ăn và một số vấn đề khác. Đây là những điều mà chúng ta cần biết để chúng ta lưu tích ở trong lời của Chúa sáng nay. Đó là việc mà họ tin Chúa, thì một số cái giáo sư giả, một số người có cái trình độ trí thức trong lời Chúa, họ đã áp đặt những cái nguyên tắc cho những con dân Chúa tại Colosse thời bấy giờ. Đó là việc ngoài việc thờ phượng Chúa tại hội thánh thì họ phải giữ thêm một số điều như là cắt mì, kiêng cử một số thức ăn và giữ một số luật lệ, cũng như đặc biệt đó là gì? Phải thờ phượng một số cái bậc cầm quyền thiêng liêng và tuân thủ một số lễ nghi đặc biệt ở tại đó. Nó hơi có một vấn đề gì đó tại nơi này. Và khi chúng ta đọc ở phân đoạn kinh thánh đoạn 2 câu 14 câu 15 mà chúng ta vừa đọc á, thì chúng ta phát hiện ra một lẽ thật. Đó là gì? Ngày hôm nay có rất là nhiều người đang bị mắc nợ.
Và thật sự mắc nợ ở đây nó không phải ở phạm trù nghĩa đen. Nghĩa đen là gì? Đó là mắc thành thật, mắc nợ về tiền bạc, mắc nợ về tài chánh. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng có những con người bị cầm buộc, bị cầm giữ bấy lâu nay, và có những cái khế ước, có những cái luật lệ nó bị ràng buộc mình trong thời gian trước khi mình tin Chúa. Thì lời Chúa cho chúng ta biết buổi sáng nay đó là gì? Đó là khi mà mình tin Chúa và Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, nó có một năng quyền đặc biệt để làm gì? Đó là Ngài xé bỏ, Ngài hủy bỏ tất cả những cái giấy nợ chống lại chúng ta. Ngày hôm nay khi chúng ta đọc lời của Chúa và chúng ta phải tin tuyệt đối trong lời của Chúa, những cái gì mà Kinh Thánh Chúa ghi lại trong Kinh Thánh chắc chắn nó có một giá trị tiên tri trong cuộc đời của chúng ta, một cái giá trị đặc biệt trên cuộc đời của chúng ta. Mắt tôi từng chứng kiến có những con người họ đã từng mắc nợ và Chúa đã làm phép lạ, Chúa cho họ xóa nợ. Xóa nợ nghĩa đen có nghĩa là gì? Họ được Chúa xóa nợ cho họ luôn. Tôi biết có một người anh em là một mục sư, và trước đây, trước ngày ông biết Chúa, ông thiếu nợ rất là nhiều, và thiếu nợ nhiều năm không trả nổi. Ở đây nếu mà ai biết mục sư Phạm Hữu Thịnh thì biết ông mắc nợ nhiều năm không trả nổi. Và cho đến một thời điểm Chúa làm, và ông kể lời hứa của Chúa trong lời Chúa chỗ này nè, là Chúa hứa ngày xóa nợ cho con. Mà quả thật Chúa làm, quý vị. Vì cớ ông thiếu nợ nhiều quá, và thì thời xưa là ông buôn bán xe hơi á, cho nên ông vay ngân hàng tiền nhiều quá, và dường như tới một thời điểm ông mất khả năng chi trả, và số nợ nó kéo dài nhiều năm như vậy. Cho đến một ngày Chúa hành động, ngân hàng gọi điện thoại: alo, phải anh Thịnh hay không? Xin mời anh lên ngân hàng, chúng tôi quyết định đó là xóa nợ cho. Wow, nghe như là chuyện thần tiên, nhưng mà đã xảy ra. Cái lý do mà ngân hàng xóa nợ á, nó không phải là việc mà anh có một cái ai đó chống lưng anh hay là giúp đỡ anh để mà anh được xóa nợ. Nhưng mà vì cớ anh thiếu nợ ngân hàng nhiều năm mà nó thuộc vào nợ xấu, cho nên ngân hàng muốn làm kiểm kê mọi thứ cho nó sổ sách và thống kê lại để bắt đầu bước qua một cái bước mới hơn của ngân hàng, một kế hoạch mới hơn. Thì họ quyết định là thôi thì người này thiếu nợ lâu quá rồi, nhiều năm không trả nợ và thậm chí vào nợ xấu, cho nên họ quyết định rằng với đối tượng này sẽ xóa nợ. Wow, tới như một người đang thiếu nợ, bây giờ ngân hàng gọi điện thoại lên, wow, được xóa nợ. Tôi đang kể một câu chuyện đây là có thật 100%. Ở đây tôi hỏi thật luôn, có ai đang thiếu nợ không? Giơ tay lên đây. Đây rất nhiều. Sao có ai thiếu nợ? Giơ tay lên. 1, 2, 3, 4 chắc cũng cỡ 10 người. Quý vị có muốn được xóa nợ không? Con không muốn được xóa nợ hả? Sao con lắc đầu? Quý vị có muốn được xóa nợ không? Amen. Tôi không nói theo cái cách của tôi, nhưng mà tôi nói ở trong lời của Chúa. Đó là gì? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là gì? Ngài hủy bỏ giấy nợ. Sao à? Và những cái thủ tục, những cái gì ràng buộc cho chúng ta ngày hôm nay, thì Ngài hứa rằng khi mà chúng ta tin Chúa và những gì mà Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá, thì sao mà có một giá trị, đó là gì? Ngài hủy bỏ những giấy nợ đó, những khế ước ràng buộc chúng ta. Để chi? Để giải cứu cuộc đời của chúng ta. Wow. Tôi thấy rất là vui vì tôi đang thờ phụ một Đức Chúa Trời vĩ đại. Tôi đang thờ phụ một Chúa Giêsu mà đứng đã ngoài việc chết thay cho chúng ta, mà Ngài lại có những cái gọi là bonus thêm, khuyến mãi thêm, để cho chúng ta được tin cậy nơi Chúa. Amen không ạ? Cái lẽ thật này đặc biệt cho cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta tin Chúa đó, là chúng ta có lời của Chúa để khích lệ cuộc đời của chúng ta. Chúa ơi, không phải vì Ngài chết thay cho con là xong thôi, nhưng mà Ngài còn để lại cho con những cái giá trị đặc biệt. Đó là gì? Đó là Ngài xóa những cái khế ước, những cái sự ràng buộc của đời của chúng con, những cái nợ nần của chúng con, để rồi chi à, chúng con trở nên những người mới cho Chúa. Amen. Cái sự nợ nần này nó không phải mang một cái việc nghĩa đen, đó là nợ nần về tiền bạc không thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ hồi nãy tôi có giải thích đó, đó là những người này họ bị mặc định ở trong tâm trí, họ bị những cái thế lực, những con người họ áp đặt. Khi mà họ tin Chúa họ bị áp đặt. Đó là gì? Bây giờ ngoài việc quý vị tin Chúa không thôi, thì quý vị phải làm theo điều này, quý vị phải làm theo điều nọ,
quỳ, hãy làm thêm điều kia thì mới trọn vẹn được và thậm chí được cứu rỗi nữa. Mà Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng những việc mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá một lần là đủ cả. Và chính vì sự chết của Chúa đó, Ngài xé bỏ tất cả những giao ước, những cái luật lệ ràng buộc cuộc đời của chúng ta. Vậy những nợ nần đó là gì? Có người nợ về tiền bạc, có người nợ về những gì mà thế hệ trước đã gieo, có những người bị nợ nần vì bị sự đuổi xả, hoặc là có những người trước đây chưa tin Chúa, họ bị vì không biết Chúa cho nên họ bị ký bán vào chùa chiền, những tên của mình, con cái của mình vào chùa chiền. Họ đang bị những cái ràng buộc đó và họ đang bị mắc nợ. Có những người tôi nhớ, tôi không biết má tôi lúc bây giờ, má tôi chưa có biết Chúa, cho nên tôi xin thưa hồi đó đặt tên là Tèo. Mà tôi lượt chích ở trong gọi là từ điển Việt Nam, ý nghĩa tên Tèo, không biết tên Tèo ý nghĩa là gì. Giống như là hồi xưa ông bà mình á, khi đẻ con ra, muốn cho nó an toàn, muốn cho nó tốt á, cho nên đặt cái tên là xấu, để cho cái người cõi âm gì đó không có ngó đến mình. Và đó là những cái sách suy nghĩ thời xưa. Và thậm chí có những đứa bé khi sinh ra nó khó, gọi là khó khăn lắm. Mà họ, những người cha người mẹ thời bây giờ mới quyết định ký tên con mình vào trong chùa, trong đình, trong miễu. Để chi? Để cho nó được bình an. Rồi có những người con được sinh ra ở trong một gia đình. Người ta thường nói là mình sinh ra trong gia đình, mình đâu được chọn nơi mình sinh ra. Mình đâu được chọn được cha mẹ mình đâu. Mình không được chọn quốc gia mình đến nữa. Cho nên mình tự nhiên ra đời và mình may mắn được ở trong một cái nơi nào tốt á, thì cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu không được ở nơi tốt thì mình không có quyền chọn lựa. Nếu mà cha mẹ mình sống có phước đức thì mình sinh ra mình được hưởng phước đức từ cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ mình sống một đời sống không tốt lành lắm thì con cái phải làm gì? Phải hưởng sấy những cái gì xấu từ cha mẹ. Đó là những nguyên tắc. Vì sao à? Có gieo phải có gặt. Và những cái đó là những cái nợ nần đó quý vị. Nó không phải phạm trù ở việc là chúng ta bị cột trói ở trong nợ nần tiền bạc không thôi, nhưng mà cột trói từ nhiều đời trước. Có những cha mẹ khi nghèo khổ sanh con ra rồi thì sao? Các thế hệ tiếp tục nghèo và mắc nợ. Quý vị nhìn kỹ nha. Có những trường hợp như vậy, cha mẹ có hai ba đời vợ thì ý như rằng các con sau này họ cũng sẽ tiếp tục hai ba đời vợ. Có những gia đình cha mẹ nghèo khổ nợ nần liên miên và khi sinh các con ra rồi lại tiếp tục nợ. Quý vị ơi, đó chính là những sự ràng buộc và đó là những cái gọi là những kinh thánh ghi lại chúng ta bị mắc nợ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó, nhưng mà chúng ta không biết. Nhưng buổi sáng nay tôi gửi thông điệp này cho quý vị và kích lại hội thánh của Chúa trong sáng nay, trong lời của Chúa. Đó là gì? Chúng ta phải hiểu rằng năng quyền của thập tự và sự chết của Chúa Giêsu có ý nghĩa. Đó là gì? Ngài không hẳn chết thay tha tội cho chúng ta không thôi, Ngài không hẳn là gánh tội thôi chúng ta không thôi, nhưng mà Ngài xé bỏ các điều khoản nợ nần ràng buộc cho những người nào tin vào Chúa chết thay trên thập tự giá. Amen không ạ? Và trước đây bắt đầu chương trình thì tôi có gửi vị mỗi người một cái tấm giấy. Bây giờ mình sẽ cầu nguyện với Chúa. Mình sẽ ghi vào trong giấy trong sáng hôm nay. Đó là con, mình đi rõ luôn, không cần ghi tên, ghi rõ vào đó con đang mắc nợ thế nào. Có người thì sẽ, tôi nghĩ rằng trong tờ giấy có người mắc nợ một vài trăm triệu trả hoài không hết. Có người mắc nợ một vài tỷ trả hoài không hết. Rồi có người thì bị bệnh hoài không hết. Tại sao? Tại vì có những cái trường hợp bệnh nó từ cái sự rủa xả từ các thế hệ trước để lại. Rồi có những người cái gia đình nó có lục đục hoài. Thì buổi sáng nay tôi muốn gửi cái tờ giấy đó cho quý vị, thông điệp để quý vị ghi vào. Chúng ta sẽ làm những hành động theo đức tin như lời của Chúa sáng nay. Đó là gì? Chúng ta ghi vào những điều đó và chúng ta cầu nguyện để mình nói với Chúa rằng ngay giờ phút này, ngay cái thời điểm này, con tin cái lời của Chúa. Đó là gì? Lời của Chúa hứa rằng Ngài sẽ hủy bỏ tất cả những khế ước, tất cả những cái duy nợ mà nó bị ràng buộc con bấy lâu nay. Amen không à? Đây là giá trị của lời Chúa.
và mình tin, mình nhận lãnh. Mình tin lên lời Chúa, mình nhận lãnh. Cho nên bây giờ chúng ta ghi vào đó, để ghi vào hôn nhân của con nè, con cái của con nè, nói năng của con nè, tên của con nè. Ngay giờ này mình tin cậy nơi Chúa. Và lời Chúa hứa thế nào à? Đó là Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Wow, tuyệt vời quá quý vị. Tuyệt vời. Ai mà không thích đang mắc nợ mà tự nhiên có ai nói rằng: alo Hùng ơi, con được xóa nợ. Wow, tôi bảo đảm luôn là ngày mai tôi sẽ mời cả hội thánh này đi ăn búp bê liền. Anh em à, anh được xóa nợ. Wow, tôi đọc lời Chúa, tôi nhận lãnh. Tôi đọc lời Chúa, tôi nhận lãnh. Và trong hơn một tuần trước, chúng ta có nghe cái câu chuyện của bà Nalan không? Bà làm chứng lại. Một người phụ nữ từ Myanmar tị nạn qua Thái Lan, trong 3 năm mở một hội thánh, một ngày lo 600 phần ăn cho hơn 200 học sinh, mở một cái trường học ở tại đó nữa. Bà nó không có tiền gì cả, nhưng mà Chúa đã làm. Không có việc gì quá khó với Chúa của chúng ta. Đôi lúc cái sự khôn ngoan mình bị giới hạn Chúa, mình nghĩ là Chúa không làm được. Nhưng mà buổi sáng nay lời Chúa nói rằng: ta có mọi quyền năng để có thể làm được điều đó. Amen. Ta có mọi quyền năng để xóa điều đó. Ta có mọi quyền năng để làm gì? Để có thể biến đổi từ cái chỗ không có trở nên có. Như câu chuyện được ghi lại ở trong các vua nhì đoạn 4 từ câu 1 tới câu 7, nói về một người phụ nữ, một người đàn bà quá. Người này bị mắc nợ rất là nhiều, nhưng chỉ một phút chốc thôi, Chúa bày tỏ cho tiên tri Elise: quý vị ơi, dầu được đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Và cuối cùng Chúa đã cho phép bà lấy cái dầu đó bán để làm gì? Để trả hết tất cả những khoản nợ. Không có việc gì quá khó với Chúa hết. Khó hay không á, là chỗ chúng ta có tin nơi Chúa hay không. Khó hay không là chỗ mà chúng ta tin cậy nơi lời của Đức Trời, để bước đi với Chúa và tin cậy nơi lời Chúa có thể giải phóng chúng ta. Cái việc này nó không phải là mình đang thiếu nợ, mình nói không, tôi không còn thiếu nợ anh nữa, thì Chúa xá nợ cho tôi rồi. Không, tôi không nói gì như vậy. Không có nghĩa là mình đang thiếu nợ người ta, mình nói không, tôi hết thiếu nợ rồi, Chúa xá nợ cho tôi rồi. Không có chuyện đó. Nhưng mà mình tin cậy nơi lời Chúa rằng Đức Chúa Trời có mọi cách để Ngài xá nợ cho chúng ta. Nhưng mà không biết bằng cách nào, nhưng mà đây là lời hứa của Chúa. Quý vị ơi, lấy điện thoại, lấy Kinh Thánh ra, lấy giấy viết lại câu Kinh Thánh này cực kỳ quan trọng. Cô-lô-se đoạn 2 câu 14-15 cực kỳ quan trọng. Đó là Ngài đã xóa những cái nợ nần cho chúng ta, Ngài đã xóa những cái luật lệ ràng buộc chúng ta. Amen. Chuẩn bị chưa à? Mình đã ghi vào giấy hết rồi. Bây giờ điều thứ hai mình sẽ làm. Cái cách mà Chúa làm, cách để xóa nợ, cách để mà Ngài hủy bỏ giao ước, Ngài xé bỏ các khế ước đó, các sự rủa xả đó cho nhiều thế hệ, bằng cách nào? Đóng đinh những cái đó vào thập tự giá. Ngài đóng những cái điều đó vào thập tự giá. Rất đơn giản. Những cái rủa xả đó, những cái nợ nần đó, những cái khế ước đó bị cầm buộc chúng ta mấy lâu nay, Ngài làm bằng cách nào? Đó là đóng nó vào thập tự giá. Wow. Trước đây mình tin Chúa, mình chỉ biết Chúa Giêsu đã chết thay tội lỗi cho mình, là Chúa đem mình từ tội nô, từ nô lệ trở nên con cái Đức Trời. Nhưng bây giờ mình lại thêm một cái lẽ thật đặc biệt trong sáng nay, đó là gì? Khi mà những khế ước, những nợ nần, những gì ràng buộc chúng ta, những cái gọi là hợp đồng ràng buộc chúng ta, nó cột trói cuộc đời của chúng ta, bây giờ mình đóng nó vào thập tự giá. Amen. Mình đóng nó vào thập tự giá. Kinh Thánh ghi lại là Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta, những luật lệ ràng buộc chúng ta, Ngài lại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Có nhiều cái phương cách để giải quyết, nhưng tại đây Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết, và lời của Chúa cho chúng ta biết cái nào à? Ngài đã đóng đinh tất cả những điều đó tại thập tự giá. Cho nên cái việc mà thập tự giá, cái hình ảnh của thập tự giá nó cực kỳ quan trọng trong mỗi cuộc đời sống của đồng nhân của chúng ta. Nó không phải là một cái gỗ bình thường, nhưng mà nó có một giá trị vĩ đại cho chúng ta. Đó là gì? Ngoài việc Ngài chết thay tội cho chúng ta, nhưng tại nơi đó
Ngài đã đóng đinh tất cả những sự nợ nần, ràng buộc, cột tối, rủa xả, tất cả nằm ở chỗ đó. Lời Chúa trong Philip đoạn 2, câu 8 tới câu 1 ghi thế này. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời tôn Ngài lên rất cao, mà ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ gối xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu bị đóng lên thập tự giá và Ngài chết trên thập tự á, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những đối tượng nào? Thứ nhất là những người mỗi đầu gối trên trời là đâu? Dưới đất là đâu nữa? Ở dưới đất luôn. Làm gì? Xưng nhận Chúa Spirit là cứu Chúa. Và đứng mà vĩ đại đã bị đóng lên trên thập tự giá, đứng đó có một quyền năng như vậy đó quý vị. Không phải ở tại trần thế này, nhưng trên trời, ở dưới đất và bên dưới đất, ba tầng không gian đó đều phải thờ lại Đức Chúa Christ là cứu Chúa. Cho nên khi mà mình tin cậy nơi một đấng mình đang thờ phượng, mình không sợ bất kỳ ai. Đấng mà mình đang thờ phượng thật là vĩ đại, mình không sợ ai. Khi mà tôi đọc ở trong sách Roma đó, và thậm chí tôi đi qua bên Ấn Độ, tôi đến một cái thành phố được gọi là thành phố của các vị thần. Mà tại Ấn Độ á, ngoài việc họ thờ gọi là đạo Hindu, họ thờ nhiều thần, họ có rất là nhiều, gọi là vài chục ngàn vị thần để họ thờ. Hôm nào họ cũng thờ hết. Nhưng mà khi mà tôi qua, tôi đọc lời Chúa, Kinh Thánh ghi lại là có những cái sắc dân, một số cái dân tộc mà họ thờ, tức là họ thờ quá nhiều. Cuối cùng họ đặt ở trên cái phía trên, họ ghi là thờ thần không biết luôn. Khi Phaolô đi giảng đạo á, họ thờ thần không biết luôn, tại vì quá nhiều luôn. Và Việt Nam mình thì cũng có thờ rất là nhiều thần. Tôi nhớ khi mà tôi trước khi tôi biết Chúa, nhà tôi là quan công cũng có, rồi mẹ sanh mẹ độ cũng có, rồi ông thần tài thổ địa cũng có. Lâu lâu dì của tôi cho ông một ly cà phê sữa, thêm một điếu thuốc ngâm nghi nữa, cắm vô. Thật sự là lý do mình không biết. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì chúng ta đang thờ phượng Chúa, và chúng ta biết đứng mà chúng ta đang thờ. Mà đứng đó tôi đang nói về trong sáng nay đó là gì? Đứng đó khi mà mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thấy điều quy hạ mình xuống, quy lên xuống để xưng nhận Chúa Spirit là cứu Chúa. Và đứng đó có quyền khước từ những cái khế ước, những sự ràng buộc của chúng ta tại thập tự giá. Khi mình cầu nguyện, mình thấy được năng quyền chỗ này. Nhiều người ngày hôm nay, khi người ta không hiểu rõ về lẽ thật, người ta sẽ tìm cái sự khôn ngoan để giải quyết mọi vấn đề. Ví dụ nợ, phải làm thế nào để hết nợ. Rồi mình bị rủa xả, phải làm thế nào để hết sự rủa xả, thậm chí bị tật, bệnh tật, thì phải làm thế nào để hết bệnh đây. Và họ có thể đến bệnh viện bằng cách này, bằng cách nọ, bằng cách kia. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lẽ thật buổi sáng nay trong lời Chúa cho chúng ta biết thế nào à? Tất cả mọi điều đó, nó bị đóng đinh trên thập tự giá hết. Amen không ạ? Tất cả mọi điều đó được đóng đinh thập tự giá. Và Chúa đã chết thay, và Ngài gánh lấy tất cả mọi điều đó trên thân của Ngài. Bởi lần roi của Ngài chịu, bởi lần đòn của Ngài chịu, mà chúng ta được bình an, chúng ta được lành bệnh. Amen không ạ? Đây là lẽ thật. Và khi mình biết là thật, mình cầu nguyện với Chúa, nó có một quyền năng. Giống như một người mà cầm một cái cây súng, mình biết rằng cái súng cầm trong tay nó có thể gây sát thương cho bất kỳ ai. Và cái cây súng nó khi phát tiếng súng ra thì nó sẽ thể giết một ai đó. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng súng thì một ngày kia có thể nó sẽ lạc đạn, và thậm chí nó bắn về chúng ta, và thậm chí bắn người thân của chúng ta luôn. Thì khi chúng ta biết điều với Chúa là cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu lẽ thật của Chúa. Để chi? Mình vận dụng lẽ thật đó để giải phóng cuộc đời của mình.
mình biết lẽ thật, lẽ thật giải phóng cuộc đời của mình, amen không à? Và lẽ thật buổi sáng nay trong lời Chúa đó là gì? Khi mình biết lẽ thật giải phóng chúng ta và những cái lằn đòn của Ngài, những lằn rơi của Ngài, mão gai mà Ngài chịu, những gọi là những gớ vách gươm của kẻ thù đâm vào hông Ngài, máu tuôn ra xối xả, và lúc đó những lời hứa của Ngài, những lời hứa của Ngài đã được khai triển, đã được khai phóng, để ai tin nơi những lời hứa của Chúa được thay đổi và được giải cứu. Amen. Điều thứ ba tôi gọi hội thánh của Chúa. Điều thứ ba được ghi thế này à. Xin mở Malachi 3. Cái Malachi 3 thứ ba cho chúng ta biết thế nào? Trước quyền cai trị. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và đưa chúng ra giữa thiên hạ. Wow! Một cái lẽ thật mà cho chúng ta biết rằng Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực. Không phải là Ngài ban cho chúng ta việc xóa bỏ khắc khí cho chúng ta không thôi, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực luôn. Có một quyền năng được diễn ra tại đây. Đó là nếu mà ai tin nơi Chúa Jesus chết trên thập tự giá và tin cậy nơi lời của Chúa, thì lời của Chúa hứa cho chúng ta trong sáng nay thế nào vậy đời? Ngài đã tước bỏ các quyền thống trị, những quyền hành, những cái thế lực mà bấy lâu nay kìm hãm cuộc đời của chúng ta. Bấy lâu nay cột tối cuộc đời của chúng ta. Bấy lâu nay có quyền trên cuộc đời của chúng ta. Bây giờ Chúa làm gì? Chúa tước nó đi. Giống như một cái quyền, tức là cái thế lực đó, cái quyền lực đó, một ai đó, một cái tổ chức nào đó, một con người nào đó có quyền trên cuộc đời của chúng ta. Bây giờ khi mà chúng ta tin Chúa và chúng ta làm theo lời của Chúa, chúng ta đóng tất cả những điều đó trên thập tự giá, thì sao à? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Chúa sẽ tước quyền của những người, những kẻ mà đang thống trị chúng ta. Hallelujah, tuyệt vời không ạ? Vậy ai, tổ chức nào, có người nào đang cột tối chúng ta và có quyền thống trị cho chúng ta? Lời Chúa hứa trong sáng nay cho chúng ta lẽ thật này. Đó là gì? Ngài đã tước mọi quyền, không cho phép đó, để ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta. Có một điều diễn ra tại đây, đó là khi mà Chúa Giêsu bị đóng lên thập tự giá. Và mình hãy liên tưởng nha quý vị, hãy liên tưởng về một cái câu chuyện khi mà Chúa Giêsu bị đóng lên trên thập tự giá. Ngài bị đóng lên thập tự giá, và ngay thời khắc đó Kinh Thánh ghi lại chúng ta biết thế nào à? Bầu trời sao à? Bị tối tăm hết. Kinh Thánh lại ghi tiếp cho chúng ta biết tại cái nơi mà bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chi thánh bị làm sao? Xé ra làm đôi. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Những sứ đồ, những người chết có phải sống lại không? Sống lại. Những người chết, những sứ đồ được sống lại vào thời điểm đó. Tôi không biết bao nhiêu người, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại đó là sự thật, đó là lẽ thật, để khích lệ cho chúng ta trong sáng nay. Không có quyền lực nào, không thế lực nào, thậm chí người chết cũng không có quyền căm buộc một bất cứ ai khi người đã thuộc về Chúa Giêsu. Amen. Tôi nói thật, ngày mà tôi chưa biết Chúa, tôi rất là sợ ma. Tôi khai thật luôn, tôi sợ ma. Nhưng bây giờ tôi có Chúa rồi, tôi không còn sợ ma. Mà đôi lúc mình phải đi đuổi ma, đuổi quỷ được. Tại sao? Tại vì mình biết đứng mà ở cùng mình thế nào. Và tôi thấy là con những người ngồi tại đây, nếu ai mà còn sợ ma thì xem lại và nên cầu nguyện để giải cứu mình. Nên cầu nguyện để xử lý con người mình. Và mình biết đây là những cái khế ước bị cầm giữ mình, cầm buộc mình. Quý vị đã ghi hết cái tờ giấy chưa? Truyền tay nhau ghi hết đi. Chút xíu chúng ta sẽ cậy trong Chúa, làm theo những điều Chúa dạy cho chúng ta. Những gì cầm buộc chúng ta, những gì trói buộc chúng ta, tiền bạc. Có những người làm hoài
bao nhiêu năm nghèo vẫn nghèo. Không phải là họ lười biếng, nhưng mà cũng có khi là họ nói giống như một câu là không gặp thời á, và họ cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn qua. Và có những người trong gia đình nó cứ lục tục hoài từ gia đình của họ, vợ chồng của họ, con cái của họ, thì đó là những cái điều nó bị cầm buộc nhiều năm. Rất là nhiều điều mà xảy ra trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Trong sáng nay tôi muốn rằng chúng ta sẽ dành một vài giây để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con nói với Chúa và lời của Chúa hứa với chúng con trong buổi sáng nay. Đó là gì? Những thế lực bóng đêm, những tà thần, nó đã kìm hãm cuộc đời con bấy lâu nay, thì buổi sáng nay trong lời Chúa đó là gì? Ngài tước bỏ tất cả những cái quyền lực, quyền hành, những cái điều tác động trên gia đình con bấy lâu nay. Con tin ra lời Chúa, những gì Chúa hứa với con, thì sao à? Chúa tước bỏ nó đi. Alleluia, cảm ơn Chúa. Lời Chúa hứa không phải hứa cho ông một sư hùng không, Chúa hứa cho tất cả mọi người tin nơi Chúa. Tại sao vào thời điểm đó, nếu mà có cơ hội, tôi sẽ chia sẻ thêm quý vị về những quan điểm của những cái đạo ngoại giáo, họ thờ thần của họ, và những người tin Chúa họ được lột tả hết những cái sự thật mà lời Chúa bày tỏ cho họ để họ được thay đổi. Giống như thế hệ của tôi thấy những người mà thờ phượng hình tượng rất là bình thường, nhưng thế hệ con cái của tôi nó biết Chúa rồi, nó thấy sao tự nhiên người ta thờ dại quá, người ta vẫn thờ thần tượng, quỳ gối xuống, thậm chí cống nạp cho những cái tổ chức đó mà họ không biết họ đang ở một sự lầm lạc. Và đối với chúng ta được mở mắt rồi thì chúng ta thấy sao, tại sao mà hồi xưa mình khờ dại quá vậy. Nhưng mà đối với một số người vẫn còn bị cột rối, vẫn u mê, vẫn tiếp tục ở trong cái vòng xì xích đó, không được thấy rõ những gì mà con người đã sai lạc. Đây là điều mà chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta thấy. Họ bị cột rối, họ bị cầm giữ trong tâm trí của họ. Có những người bên ngoài rất là gọi là đạo mạo, rất là khôn ngoan, rất là đạo đức, nhưng mà khi mà bước vào cái thế giới đó rồi thì họ u mê hết luôn, tại họ bị cột trói. Chứ không phải là họ muốn đâu, nhưng mà họ bị cột trói. Và nếu mà họ biết Chúa rồi, họ sẽ được giải cứu, họ được giải thoát ra. Amen không ạ? Và cái quyền của thế lực đó, thời điểm bây giờ thì tôi học Kinh Thánh đó, thì tôi phát hiện rất nhiều. Đó là vào thời kỳ La Mã, nếu mà ai có thời gian tôi lại một số cái thức tin tư liệu đó, đó là họ có những thú vui, họ đưa ra những cái người mà bị tử tội á, hoặc là những người tử tù á, họ đưa ra và họ cho một cái diễn đàn hay là một cái hội trường để cho những người này đấu với những con thú dữ, những con thú đói, những bộ phim á, võ sĩ giác đấu á, là cho những người tử tù này đấu với lại những con thú dữ mà nó bị bỏ đói. Và thời điểm bây giờ, người Roma họ thờ những cái thần như thần Ác Tật Tê, những thờ những cái thần tình ái. Quý vị ơi, quý vị đọc về những cái sử liệu, quý vị sẽ rất là kinh khủng. Đó là khi mà họ thờ những cái thần nữ thần tình ái á, thì họ làm gì? Đó là những đứa bé khoảng mười mấy tuổi thôi, bắt đầu được gửi vào đền thờ. Rồi cho đến khi mà những đứa bé này bắt đầu trở nên những thiếu nữ, thì ngày mà họ thờ thần của họ, nữ thần tình ái, thần Ác Tập Tê á, thì họ làm gì biết không? Đó là họ tổ chức một cái buổi gọi là đại hội tình ái. Và trong cái buổi đó, họ cho những thiếu nữ mới lớn này được quan hệ tập thể, tình dục tập thể với những cái giống như những người lãnh đạo ở trong đền thờ, những người có chức sắc ở trong đền thờ. Và họ nghĩ rằng đó là những điều đẹp lòng thần của họ. Thấy kinh khủng không? Và với những cái câu chuyện mà tôi đang nói đây, để cho bạn biết rằng hội thánh bị len lỏi vào những tư tưởng bậy bạ đó. Và họ muốn rằng có phải có thêm một số giáo điều,
một số lễ nghi của những cái thần khác để làm gì? Để cho nó hợp pháp hóa, để cho nó tốt hơn cho hội thánh của Chúa. Và dần dà dẫn hội thánh của Chúa đi sai lệch. Và chính vì lẽ đó mà tối vô phải can thiệp. Và những người để ra lệnh đó, những người có quyền để nói lên điều đó, là những người có thẩm quyền thời bây giờ, những người có địa vị, có trí thức, có tiếng nói để quyết định điều đó. Và Phaolô đã cảnh báo, và lời Chúa buổi sáng nay cho chúng ta biết rằng Chúa đã tước mọi quyền của những kẻ thế lực đó. Nó không có quyền gì trên chúng ta nữa. Ma quỷ là cỡ nào nó cũng có quyền gì trên chúng ta. Amen không ạ? Và chúng ta đã cần có những khoa cầu nguyện đuổi quỷ. Quý vị ơi, tôi hỏi nó, ngươi tên gì? Và nhớ danh Chúa, tôi hỏi nó, ngươi tên gì? Vì biết thế nào mà? Ta là quỷ quân đội. Tôi nhớ có một ca đuổi quỷ, một em đó ở từ Tây Ninh. Bị em đó là một người ở trong đội thờ phượng mà bị nhập. Bị nhập khi đó đến hội thánh, thì gia đình đem đến hội thánh cầu nguyện. Thì chúng tôi cầu nguyện và hỏi, thì em nói tôi là quân đội mà rất là mạnh quyền, bình thường thôi mà 5 người không giữ được nổi. Và cái cửa mà bị cái cửa cuốn á, cái đầu đập hập 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 như vậy á, không xi dây gì cả. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi cầu nguyện Chúa, nhờ thầy Chúa, nhớ danh Chúa cầu nguyện. Quân đội biết đạo quỷ quân đội rất là nhiều, chúng ta đọc kỹ trong Kinh Thánh đó, quân đội nó nhập vào bầy heo rất là nhiều. Và cuối cùng sao à, ma quỷ đã bị thất bại trong danh Chúa Giêsu. Amen. Còn cách đây nhiều năm về trước, cũng có một ca đuổi quỷ kia, khi chúng ta ở trong một cái trận chiến cầu nguyện đuổi quỷ, không biết chị có nhớ cái ca đó hay không, nó ở tại Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp. Thì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ danh Chúa Giêsu hỏi, thì nó nói nó tên là gì luôn. Và cái linh, cái người đó nhập vào là linh của một cái Phật bà Quan Âm nhập vào người đó. Và có một cái anh chàng thanh niên này, ảnh lại, ảnh không có đời sống phục linh. Ảnh lại anh hỏi, ngươi tên gì, lập tức nó rường chạy vòng luôn. Rường chạy vòng luôn. Tại không hiểu được cái năng quyền, biết rằng danh Chúa Xuân mà không hiểu được năng quyền. Và cuối cùng rường chạy vòng luôn. Nhưng mà nếu mình có năng quyền của Chúa, mình hiểu lẽ thật của Chúa, mình biết rằng đứng ở trong mình thế nào, mình nhớ danh Chúa Jesus cầu nguyện và đuổi cái linh ở trong cái người đó ra, thì cảm ơn Chúa, người được giải cứu. Cho nên Chúa chúng ta thật là vĩ đại. Chúng ta ghi hết chưa à? Xin mời anh Công giúp đỡ giùm, ai đã ghi xong thì đưa tí giấy lên đây, hoặc là thôi mọi người tự giữ cái tờ giấy đó. Bây giờ chúng ta sẽ hành động tiên tri trong sáng nay. Chúng ta đứng lên. Đây không phải là điều mà tôi nói, nhưng đây là điều mà Chúa cho tôi cảm động và tôi được thách thức để làm điều này. Mọi người chúng ta cầm cái tờ giấy trong tay và cố gắng ghi nhanh nhất có thể vào tờ giấy đó. Vì hãy cầu nguyện theo tôi trong giờ này quý vị. Ở đây anh có giấy hết chưa? Anh có ghi không? Có cần ghi không? À, lấy đưa cho anh. Ok. Rồi, chúng ta cầm giấy trong tay. Và quý vị sẽ cầu nguyện cho tôi, theo tôi trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu là đứng là chết thay của con, cho con tại thập tự giá. Và trong lời của Chúa Giêsu, trong lời của Chúa tại đây, khích lệ cho cuộc đời con. Đó là Ngài hứa với chúng con, Ngài xóa nợ cho chúng con, Ngài xé bỏ tất cả những khế ước ràng buộc con, những gì cầm buộc con, những gì rủa xả trong cuộc đời của con. Ngay giờ này, ở trong danh quyền năng Chúa Giêsu, con công bố sự giải cứu từ Chúa. Con xé bỏ điều đó. Và bây giờ nhân danh Chúa Giêsu quý vị, nhân danh Chúa Giêsu quý vị xé bỏ những cái gì đó trong cái khế ước đó, trong cái tờ giấy quý vị đang vừa ghi á. Xé bỏ tất cả những gì đó, vì đây là hứa. Hallelujah. Hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu, vì đọc theo nhân danh Chúa Giêsu, con tuyên bố những thế lực, những quyền lực không còn trên cuộc đời con nữa. Ngay giờ này,
con được giải cứu, con được khai phóng, con được chữa lành, con không còn nợ nần nữa, vì Ngài đã giải phóng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta cũng hội thánh ăn tọa. Rất đơn giản, đâu có phần phức tạp đâu. Nhưng mà đó là những cái điều mà nó mang tính chất khai phóng cuộc đời của chúng ta. Và điều cuối cùng trong sáng hôm nay, Kinh Thánh Chúa hứa với chúng ta thế nào à? Đó là gì? Công bố những cái điều vừa làm á, ra giữa thiên hạ. Ở đây á, mà mình đi mượn tiền người ta đó, ví dụ ít á, 100-200 ngàn á, hay là thậm chí 1 triệu á, tôi thấy là nhiều khi người ta cho mượn nợ rồi, xong rồi đi gọi là đi lấy, gọi là đi đòi nợ á. Khó lắm. Mà muốn giải quyết thì làm gì quý vị không? Đó là người ta chụp màn hình lại, nếu mà mượn tiền mà không có giấy tờ á, thì chụp điện thoại lại làm bằng cớ là người đó đã từng mượn mình tiền mình. Ở đây có ai có thấy trường hợp đó không à? Tức là một người hỏi mượn, sau đó người đó không trả thì chụp màn hình lại ngày đó, tháng đó có mượn từ cái số tiền đó. Đó là số tiền nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà một số cái trường hợp là số tiền lớn á, mà mượn số tiền lên ví dụ vài trăm triệu hay vài tỷ á, họ làm gì? Họ ra ngoài văn phòng công chứng để làm gì? Xác nhận giao dịch hai bên vay với nhau. Và hai người vay thì phải có người làm chứng, và thậm chí người ta có những cái cơ sở pháp nhân, người ta đóng dấu vào trong đó luôn. À, ngày đó tháng đó anh đó đã vay tất cả mọi thứ. Và tôi thấy bây giờ rất là hay là người ta làm việc có hệ thống hết. Online hết luôn. Có nghĩa là gì? Ví dụ như ngay cái phòng công chứng này ở tại quận 12, hai người ra giao dịch với nhau, ký với nhau, thì cả hệ thống của các phòng công chứng và thậm chí ngân hàng đều biết được rằng ngay giờ đó bạn đã ký hợp đồng vay tiền. Và thậm chí nếu quý vị thế chấp bằng chính căn nhà quý vị, thì cái căn nhà đó ngay giờ đó, phút đó, ngay thời điểm vị trí đó, nó được niêm phong và nó không được gọi là giải chấp ra khi vì muốn thế chấp cái đó hoặc làm gì khác. Ở đây có đúng không ạ? Hay cái điểm này nè, đó là trong Chúa mình á, cho mình biết rằng những cái đó đó, khi một người tin Chúa, Chúa cứu cuộc đời mình, Chúa xóa hết những khế ước nợ nần của mình, Ngài làm gì? Ngài tức các quyền thế lực xong, Ngài công bố. Điều thứ tư, xin mở cái slide ra. Điều thứ tư ghi lại là Ngài công bố dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và biêu chúng nó ra giữa thiên hạ. Wow. Những cái gì mà trước đây mình làm sai hoặc là mình bị khế ước, Chúa xóa xong rồi đó, không có âm thầm nữa. Nhưng làm gì? Ngài biêu riễu ra, Ngài đưa ra cả bằng dân thiên hạ biết rằng ngay giờ phút đó con gái của ta, ngay giờ phút đó con trai của ta, nó được xóa nợ rồi. Amen. Ngay giờ phút đó con trai con gái ta đã tin cậy nơi ta và tin rằng ta đã chết trên thập tự giá, và ngay giờ phút đó con trai con gái ta được xóa nợ rồi. Amen. Chứ không nói rằng nhỏ nhỏ, ê, con bé nó thiếu nợ rồi, bây giờ nó được trả nợ rồi. Không phải nói người này một chút xíu là nó hết nợ rồi. Không, nhưng mà Ngài làm gì thì Ngài đem nó ra bàn dân thiên hạ luôn. Ngài nói với tất cả mọi người rằng ngay giờ phút này không ai có quyền đụng với con gái của ta, ngay giờ phút này không ai có quyền đụng với con trai của ta, vì ngay giờ phút này nó tin cậy nơi ta và thập tự giá mà ta đã đổ ra chết thay cho chúng nó, ngay giờ này có giá trị. Amen. Đó là lẽ thật của Chúa đó quý vị. Những gì mà người ta định đổi chúng ta, những gì mà người ta định trong cuộc đời của chúng ta, nó không có quyền nữa, vì Chúa đã chết thay tội cho chúng ta rồi. Những gì mà trước đây mang ra những gì chúng ta phải chịu vì cớ tổ phụ chúng ta để lại, thì ngay giờ này Chúa chỉ xóa cho chúng ta, và ngay giờ phút chúng ta hành động trong tiên tri, trong lời của Chúa, thì chúng ta được xóa những cái thế đó. Amen không ạ? Quá tuyệt vời. Cuộc sống này Chúa không phải nói cho mọi người một cách nhỏ nhẹ, nhưng mà công bố nó ra, tuyên bố nó ra, nói với tất cả mọi người rằng ngày hôm nay con trai con gái yêu dấu của ta, nó được xóa hết tất cả những nợ nần bị cầm buộc nó bấy lâu nay. Tôi tin rằng ngay trong chiều hôm nay, khi quý vị tin, làm theo lời Chúa,
bắt đầu từ ngày hôm nay quý vị sẽ thấy có một cái sự chuyển biến đặc biệt trong chúng ta, bắt đầu từ ngày hôm nay. Cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng quỳ trong giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa khích lệ cho chúng ta trong giây phút. Tôi muốn chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa và hát. Vừa rồi chúng ta vừa bài hát có một năng quyền trên mỗi cuộc đời của chúng ta để biến đổi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.